Thì với cả anh chào cả nhà nhá. Hôm nay chú ở thị trấn Hữu Lũng Lạng Sơn có cây mai vàng rất là quý. Cây này trong cái địa thế này. Chú ơi, cây mai này bao nhiêu năm rồi ạ? Gần 30 năm nhé. Đấy, chú đây, nhà chú đây, nhà rất chật chội. Chú đọc chú điện thoại trước để cháu đọc sau ấy. 0912 062 221. Đấy, chú Tùng ở Hữu Lũng Lạng Sơn nhá. Đây cây mai. Vào thôi ạ, cứ có điện thoại người ta sẽ khác hỏi thăm ạ. Gốc rất to này. Quay tổng thể cái đã. Này cao 4 mét à. Tính 4 mét cho nó tán thì rộng lắm. Mai vàng. Cái này thuần miền Bắc rồi, 30 năm này thuần miền Bắc rồi. Tán rất rộng các bạn nhỉ. Ơ, cô cháu ơi. Mày hội bác ấy, cô cháu ơi. Hả? Không cái gì mà người dùng thước đo thực tế hơn. Cho thiên hạ đây nhìn này, cháu đo cái vanh chỗ này cho bác. Đấy nhá. Đấy. Đo hẳn chỗ đo chỗ này. Đấy. Đo đo vanh tròn đấy, vanh tròn, đo vanh tròn, đo vanh tròn á. Đo vanh tròn. Vanh tròn á. Vanh tròn à. Vanh tròn kia. Buộc vào đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đấy. Đấy. Đấy, để cho nhìn thực tế luôn. Đây. Không, chỗ đấy thôi. Kéo chặt ra xem nào. Ôi giời, chỗ to thế nhỉ? Chỗ đấy 6-7. Mày đo dưới gốc kìa. Đo thật sát ra gốc kìa. Vành nữa dít chặt vào. À, 65. Rồi. Mày đo cái chiều cao của cái đoạn từ mặt đất đến cái chỗ thoát thân. Đấy, chỗ chạc đấy. Thoát thân đấy. Chắc chỉ 4 là. Kéo ra, kéo đất tay. Rồi mày đưa đoan dọc, đưa, cắm xuống đất. Đấy, đó, từ từ rồi. Đến đây rồi đi à? Không, phát thân 4 năm thôi. Không, đo chỗ này thôi. 4 năm thôi. Đến cái chỗ người ta chia đôi cái cây kia thôi rồi. À. Rồi. Cầm bỏ trước đấy. Nhà vành hơn 60 các bạn nhé. Rất to, rất sâu. Năm cành nhé, ngũ phúc nhé các bạn nhé. Đấy, đúng năm cành, 1, 2, 3, 4, 5. Để đều đây. Rất là rộng các bạn nhé, đẹp đấy. Cây này là cây của miền Bắc rồi, 30 năm rồi, quá thuần thời tiết rồi. Ôi nó chết rồi, cây dâm bụt đi, tiếc thật, chết nó thối dễ. Ôi cháu tiếc quá, cây dâm bụt, quá tiếc, mua quả anh Nghiêm này. Tại cảnh rất đẹp các bạn. Hoa mai vàng chiếc nhũ này. Mi
cắt tỉa cái tán này để. Đấy, cây này cao khoảng 4 mét hơn 4 mét nhá. Tán phải 5 mét mình phải cắt gọn đi. Cắt tỉa cho tròn. Đấy. Cây vanh thì 65 thôi. Thoát khoảng 4 năm. Đào đã lửa thì còn thoát lửa. Cái này là không phải là chôn sâu dưới đâu chú nhỉ? Liệu bưởi nó còn sâu tí nào nữa không? Gốc ấy. À, bưởi gốc lên vẫn còn à? Và thôi gọi thoát 50 thôi. Cái cây này trồng ở sân thì chưa. Mai vàng nhá. Đây là mai miền Nam đấy chú nhỉ? Chứ giống ở miền Nam nhưng không phải mai Yên Tử đâu nhá. Mai thứ quý anh chị. Lấy Buôn Vật nhưng mà đã là 30 năm rồi, gần 30 năm rồi nên là cái mai miền Bắc là thuần khiệu miền Bắc rồi. Sơn đấy. Hôm nay chia sẻ một cái mai nhá. Chú đọc lại cho cháu số điện thoại của chú nữa để cho người ta đỡ phải tua. 0292 0912 0912 tiếp đấy 063